cây cực kỳ già và cái đế nó đẹp hết cô chú anh chị, nhìn khá là duyên luôn nha. Đặc biệt ở chỗ cây này nè, nó già cây lắm cô chú anh chị nè, nó kéo nhựa thấy ghê luôn không nè, quá trời luôn ha, cái tàn xum xê luôn cô chú anh chị. Trời ơi nhìn cái tàn bắt mắt vô cùng luôn ha. Đó em xoay cho cô chú mình coi nè, nó tròn đều hết trơn hết cô chú anh chị. Dạ em chào cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em ha. Dạ hôm nay thì em lên một clip nha cô chú anh chị ha, lên một clip để giao lưu với cô chú anh chị mình một số cái mặt hàng mai nha. Dạ mong cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ ha. Dạ mã đầu tiên ngày hôm nay là em lên cho mình một cây siêu bông bình lợi giá 1x nha cô chú anh chị. Dạ quên nữa, số điện thoại chốt đơn của em là 0984955952 ha. Dạ số này em có xài cho Zalo luôn nha. 1x là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Cây này ghép được hai mắt bo, cây này ghép khá là già bo rồi nha. Cái này dạng ghép gốc phôi lùng nha cô chú anh chị nè. Lùng tè luôn ha. Nè cô chú mình nhìn nè, đây tầm khoảng từ đây lên đây khoảng chừng 10-12 cm cô chú. Cái hoành của nó tầm khoảng chừng 13 ha. Cây thì rất là cao cho mình luôn, cây cao 40 ăn lên giùm em nha cô chú ha. Tàn xum xê cho mình luôn ha. Rồi mã số 1X là một siêu bông bình lợi. Cái này cô chú mình về ghép giùm em là lấy được tầm khoảng chừng 20-30 bo nha cô chú anh chị. Và cái này giao lưu với cô chú mình là 350 nha. Và bao ship đến nơi cho cô chú mình luôn ạ. Được kiểm tra hàng thoải mái nha cô chú anh chị. Bao giống siêu bông bình lợi cho mình nha. Tiếp theo là mã số 2X nha cô chú anh chị. 2X nè, một cây siêu bông bình lợi luôn nha. Và cái này gốc phôi lùng của cô chú anh chị, nhìn rất là lực cây luôn ha nè. Cây này ghép hai mắt bo mà xum xê quá trời luôn cô chú. Nè, một cái nắm tay em để cho cô chú nhìn gốc nó rất là cưng luôn ha. Tàn thì xum xê nha cô chú anh chị. Dạ, cái này về lấy 20-30 bo là bình thường hết cô chú anh chị. Thì hôm nay lên hàng này, giá cũng rất là yêu thương cho cô chú anh chị mình luôn. Cây này em cũng giao lưu với cô chú mình giá là 350 nha cô chú, bao ship ha. Cô chú nhìn cái tược nâu nè, lên nè. Trời ơi quá trời luôn, phúng phúng luôn ha. Tàn ngang tầm khoảng chừng 2 găng tay em nha. Cao tầm 40 ăn lên giùm em hết cô chú mình. Dạ, cây này mã số 2X nha. Dạ 350 bao ship cho mã này. Siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Dạ 3X luôn ha. Giao lưu với mình là một cái đại lộc nha cô chú anh chị. Cây đại lộc này ghép già mùa ha. Cái hàng này là hàng đôn nha cô chú anh chị. Cái gốc nè, cái củ đế đó nè. Đó ha, cái này là cái cốt ghép nè, củ đế. Cây này á, thì không có cao hung ha. Cây này cao tầm khoảng chừng 55 cm nha cô chú anh chị. Được cái là nó có cái tàn nha, cái tàn ha. Đại lộc thì hoa rất là chuẩn nha cô chú anh chị, hoa rất là đẹp luôn ha. Lâu lâu thì nó có xẻ vô một cái nó hơi bị đốc nha cô chú anh chị. Nhưng mà đại lộc thì hoa rất là đẹp ha. Mình chấp nhận chơi đại lộc là mình chấp nhận cái rủi ro nha cô chú anh chị ha. Rủi ro của nó tầm khoảng 10% nha cô chú anh chị. Những cái nhánh nào mà mình phát hiện đốc thì mình có thể ghép lại được nha cả nhà. Đây, cây đại lộc này ha. Tàn ngang của nó khá là to luôn. Tàn ngang là hơn 3 găng tay em nha cô chú mình nè. Đằng kia nữa ha, hơn 3 găng tay nha. Cây này cao tầm khoảng 55 cm ha. Dạ, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 650.000, bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình luôn nha. 4X luôn ha. Trời ơi 4X là một cái cây dảo như ý mà gọi là quá dị cà na luôn là cô chú anh chị mình ha. Nhìn nè cô chú cái co lắc nó nè, rất là duyên luôn nha. Cái này ghép được 3 mắt bo hết cô chú anh chị. Cây đang phát triển rất là mạnh luôn. Như ý cô chú anh chị, trời ơi nó lớn mà khủng khiếp luôn á. Cái này nè, nhảy chèo ha. Cái này khi mà chốt xong rồi giao cho cô chú anh chị mình ha, về tới là nó ra một khúc gì luôn nè. Nó ra thêm gấp đôi gấp ba vậy nè cô chú anh chị. Có mấy ngày thôi ha mà nó phát triển cực kỳ mạnh luôn ha, nó còn hơn cả bình lợi nha cô chú anh chị. Nó giống như mây rừng vậy á. Quá trời luôn ha. Cây này thì rất khỏe luôn nha. Cái hoành ở dưới đây ha cô chú anh chị. Cây này tầm hoành khoảng chừng là 11, 12 nha cô chú anh chị. Nhưng mà được cái thân lắc ha. Cây này là phôi vườn cô chú nên là nó khá là già cây luôn. Dạ, cây này giao lưu với cô chú mình là 700 nha. Dạ, bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mã này là mã số 4X nha cô chú. Dạ, ai cần sưu tầm giống dảo như ý thì mình alo dùm em nha. Mã số 5X một cây đại lộc luôn cô chú. Rồi ha, thanh lý cho cô chú anh chị mình một cây đại lộc này luôn nè. Củ rế ha cô chú anh chị, cái này là cũng hàng già mùa nha. Cái cốt ghép nó nằm ở chỗ này nha cô chú. Rồi, xen dòng cho mình tham khảo luôn nha. Đó, cây như thế này nha. Chiều cao nó thì tầm khoảng chừng là 60 cm ha cô chú anh chị. Tàn ngang tầm khoảng chừng 45 ha. Rồi, cây này giao lưu với mình là 550 nha. Bao ship đến nơi cho mình luôn ạ. Mai đại lộc nha cô chú mình. Mã số 6X luôn ha cả nhà mình. 6X là một cây siêu bông bình lợi nha. Em thấy cây này củ đế cũng khá là ok cô chú. Đặc biệt là cành nhánh xum xê ha. Nè cô chú mình nhìn nè, với hiện tại cô chú cây này ghép tới thời điểm hiện tại này nó được hơn 5 tháng nha cô chú anh chị nè. Bo quá trời bo luôn ha. Cây này thì thích hợp cho cô chú anh chị mình về sưu tầm mình chơi nè, sưu tầm mình lấy bo ha. Trời ơi lấy bo là vi vu luôn cô chú anh chị. Cái này lấy tầm 100 bo ha cô chú anh chị. Đó. Cây quá trời xum xê luôn ha. Dạ hôm nay thì cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá rất là dễ chơi luôn ha cho cô chú mình sưu tầm nha. Nè cô chú, cốt nè ha. Nè, cái mắt ghép nè, nhìn nó lên da lương hết trơn rồi. Cái này về cô chú mình lấy bo khá nhiều luôn ha. Rồi, cái hoành ngay chỗ này cô chú anh chị tầm khoảng chừng 18 nè. 18, 19 nha cô chú anh chị. Nè,
Thì cái chiều cao mà nếu chúng ta dựng ngọn lên thì nó tầm khoảng chừng 70 ha. 70 80 ha cô chú anh chị. Thôi bây giờ tính 60 ăn lên cho nó dễ nha. Rồi, tàn ngang của nó cô chú mình nhìn ha. Nè, tầm khoảng chừng 50 ha. Cây này quá trời bo luôn. Rồi, cái này giao lưu với cô chú mình nhanh gọn lẹ nha. 1 triệu 2 bao ship đến nơi cho mình nha cô chú anh chị. Cây này quá trời đẹp luôn cô chú ơi. Cái này là lấy bo không cũng lời nữa nha cô chú. Một cây duy nhất thôi, một cây duy nhất bo nhiều như thế này cô chú. Và đặc biệt là bo già lên da lưng hết trơn nha. Củ đế cũng khá là ok, lấy bo xong lời được cái gốc luôn nha. 1 triệu 2 cho mã này luôn ạ. 7X luôn, 7X một cây đại lộc. Phải nói là cái cây này nó thuộc cái hàng mà siêu xum xuê luôn nha cô chú anh chị. Mình nhìn nè ha. Ồ, nó quá trời luôn. Có mấy trận mưa xuống mà nó lên vậy cô chú anh chị. Nè, cái cốt nè. Cốt mọc lù luôn á. Hàng này là ta ghép tầm khoảng chừng 2 năm rưỡi nha cô chú anh chị. Cái hoành nó nhỏ thôi nha. Cái hoành nó không có to. Cây này hoành tầm khoảng chừng 13 hả cô chú anh chị, 12 13 ha. Củ đế thì cũng có nha. Nhưng mà được cái là cái tàn, quá sức cái tàn của chú. Ẩm tàn luôn ha. Tròn do cây cho mình luôn. Cây này cao nha cô chú anh chị. Nè, nếu mà dựng ngọn lên nó cao tầm khoảng chừng 90 á. Giờ tính cho cô chú mình là 60 ăn lên luôn ha. Tàn ngang cũng khá là đẹp luôn. Tàn ngang cô chú anh chị ơi là khoảng chừng 60 luôn ha. Tính cho mình 50 ăn lên nha. Trừ hao cho cô chú anh chị mình nhận cây ha, cho nó dễ nè. Và cây này đặc biệt rất là đẹp luôn. Giống mai đại lộc, cây cực kỳ sung khỏe nha. Nếu cô chú mình có cần lấy bo thì cây đại lộc này, trời ơi, tôi nói bo vô tư lự luôn cô chú anh chị. Rồi, cây này thì giao lưu với cả nhà mình nè. Giá 700k thôi cả nhà. Bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình ha. Cái này là bó bầu nha cô chú anh chị. Không có ship chậu ha. Bó bầu giao cho cô chú mình nha, đảm bảo cây luôn ạ. 700 cho cái này hả cô chú. 68 là một cây như ý phôm bay hả cô chú anh chị. Nè, cái hoành nó chắc cỡ 9-10 hả cô chú anh chị. Nhưng mà được cái đường lắc thân ha. Và đặc biệt là cái bo nó phát triển rất là tốt luôn nha. Một mắt bo, hai mắt bo. Cây này ghép được 3 mắt bo, 4 mắt bo nha cô chú. 4 mắt bo ha, nè, nó bay theo cái chiều này luôn. Cây này rất là duyên dáng cô chú anh chị. Dảo như ý luôn ha. Dạ, cây này về lấy bo nhiều ha cô chú. Em thấy nó xum xê quá nè. Rồi xem dòng cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Nè, cái đường lắc thân nó siêu đẹp nha. Cái này về á cô chú, mình đầu tư mình nuôi nhá. Mình sửa cái tàn cho nó đẹp vô cái chậu mỹ nghệ nha. Tết mình chơi bông hả cô chú anh chị. Những cái mặt hàng này lên là Tết chơi bông hết nha cô chú. Cây rất là sung khỏe cho mình luôn nha. Đặc biệt là hàng siêu chuẩn giống ha. Rồi, dảo như ý luôn cả nhà. Cây này á, nè, nó không có cao nha cô chú anh chị. Nè em đo nè, tới cái chỗ cái co này là cỡ ngang tay em ha. Thì cô chú mình tính giùm em là tầm khoảng chừng 30 cm ha. Em không tính cái tược bo nha cô chú nè. Cái tược bo là hơn một gang tay em hết trơn ha. Cái tược dài nhất là tầm khoảng chừng ngang rưỡi tay em cô chú anh chị. Rồi, cái này giao lưu với mình là 650.000. Bao ship đến nơi cho cô chú anh chị mình luôn ha. Mã này là mã số 8 nha cô chú. Rồi mã số 9X ha cô chú anh chị. Rồi 9X giao lưu với mình là một cây giảo nhung nha cô chú anh chị. Nè, cái này ghép phô mai tàn nha. Nhưng mà cây này thì em thấy củ đế cũng khá ổn nha. Cái hàng này là hàng già mùa luôn cô chú anh chị. Trời ơi, cái cây này cao bế xế luôn nè cả nhà. Đó, nó cao dữ lắm nha. Cây này cao là 1m15 nha cô chú anh chị ha. Gần 1m2 nha. Trời ơi, nó cao lắm cô chú. Cái này cái cốt ghép ở bên trong nè cô chú. Nè, ở trên đầu nè. Đó, giảo nhung nha, hàng già mùa ha. Cái này thì cô chú mình về mình lấy bo thoải mái nha. Đặc biệt là cái này cô chú nó ra được cái cơi đầu á, cái cơi sau nó là phát triển như lắm luôn. Tết nay là có một cái cây tàn thông luôn ha cô chú anh chị. Cái form này là tàn thông để mình chơi Tết nha. Đặc biệt là giống giảo nhung ha. Hoa nó rất là thơm nha cô chú anh chị, cánh hoa to ha. 10 cánh ăn lên đó cô chú. Và hoa nó mềm, nó mịn dữ lắm nha. Và hoa cũng cực kỳ thơm luôn. Nên người ta hay gọi nó là giảo nhung thơm bông chùm nha cô chú anh chị. Đầy đủ là vậy ha. Rồi cây này á thì nó cao là 1m15 nè. Cái hoành là 17 nha. Đây chỗ này 17, cái cũ 30 nè cô chú, cái tàn ngang của nó 50 ha. Rồi cây này giao lưu với mình ha. 1.300.000 bao ship đến nơi cho cô chú mình luôn ha. Cô chú mình có thích thì mình alo giùm em nha. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là bự luôn ha. Có 1.300.000 thôi cô chú ơi. Tết này là cô chú nhìn nó không ra luôn á. Cái tàn nó bự lắm ha cô chú. Mã số 10 luôn ha. Một cây giảo như ý. Dạ cây này ghép được 3 mắt bo luôn cô chú anh chị nè. Cô chú mình nhìn cái cây nó cũng khá là già ha. Cái thân nó lắc lượng nè cô chú anh chị nè. Cái lô này đa số là nó lắc lắc vậy không hả cô chú. Rồi cái này ghép 3 bo nè. Hoành của nó thì cỡ 9-10 nha cô chú anh chị. Cái tược thì được 3 tược ha, 3 bo. Cây lên cũng khá là mạnh luôn, khá là sung luôn ha. Rồi cái này giao lưu với cô chú mình là 600 nha. Bao ship lên cho cô chú mình luôn ạ. Cái này bao giống nha cô chú. Mã này là mã số 10 giúp em nha. Rồi mã 11 ha cô chú anh chị. 11 là một cái cây giảo như ý nha cô chú. Nè, cây này đế nôm, cái đường lắc thân nó rất là khéo luôn ha. Rất là duyên cho mình luôn. Đế nó nôm dài nha cô chú anh chị, cây cực kỳ khỏe mạnh luôn. Cái này ghép khá nhiều mắt bo nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mắt bo hả cô chú anh chị. Cây này 7 mắt bo nha. Và đặc biệt là cái tàn nó xum xê hả cô chú anh chị. Nè mình nhìn nè.
cây này là Tết là bao đẹp luôn cô chú anh chị. Hiện tại là nó ra quá trời luôn ha. Cô chú mình có nhu cầu mình về lấy bao á thì cây này cũng ok nè. Tầm khoảng chừng 10 ngày nữa thôi cô chú nó ra tùm lum luôn ha, là bo nó già nữa rồi. Cây này thì hoành nè. Cái chỗ này nè cô chú tầm khoảng chừng 16 ha, 16 17 nha. À, cây này thì cao là khoảng chừng 70 nha cô chú anh chị. Cây này cao có 70 ha, mình tính tới đây là 70 ha. Cái tàn ngang của nó nè, cô chú mình nhìn nè. Nó hơn hai gang tay em xíu ha. Mình tính là 50 nha cô chú anh chị. Đế nè, đế nơm sổ ha. Đó, đế cũng khá là duyên luôn ha. Rồi, cây mã số 11 dảo như ý nha. Rồi cây này thì giao lưu với cả nhà mình giá là 2 triệu 2. Dạ bao ship đến nơi cho cô chú mình luôn ha. Cô chú mình có nhu cầu thì mình alo giùm em nha. Cây là bao giống ha cô chú mình. Dạ mã số cuối clip hôm nay là mã 12X ha cô chú anh chị. Rồi cô chú ơi, giao lưu với mình là một cây dảo đa phúc luôn nha. Cô chú mình nhìn nè. Cái phôi gốc vườn cây cực kỳ già và cái đế nó đẹp ha cô chú anh chị. Nhìn khá là duyên luôn nha. Đặc biệt ở chỗ cây này nè. Nó già cây lắm cô chú anh chị nè, nó kéo nhựa thấy ghê luôn không? Nè, quá trời luôn ha. Cái tàn xum xuê luôn cô chú anh chị. Trời ơi nhìn cái tàn bắt mắt vô cùng luôn ha. Đó em xoay cho cô chú mình coi nè, nó tròn đều hết trơn hết cô chú anh chị. Đó nhìn cái tàn là thấy mê luôn cái cây ha. Cây này hoành 17 nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó ha. Hai gang em nè. Cây này là cao 80 nha cô chú anh chị. Cây này là bốn gang tay em nó cao có 80 ha. Cái tàn nó rộng nha. Cái tàn này là gần mát nha cô chú anh chị. Tàn gần mát ha. Nói chung là cô chú mình có khéo tay á, mình về mình vô giùm em vài cọng dây ha, mình bẻ cái tàn này cây này. Trời ơi nó tròn vo nó đẹp lắm cô chú ha. Xuất sắc luôn cả nhà. Dảo đa phúc nha, hoa rất là thơm ha cô chú anh chị. Rồi cây này là cây cuối clip ha. Dạ cây này em giao lưu với cô chú mình giá là 1 triệu rưỡi nha. Em bao ship đến nơi cho cô chú mình luôn ha. Nói chung là cây này sẽ không làm cô chú anh chị mình thất vọng ha. Mình nhìn cái phơm tàn nó là mình biết cây nó sung nó đẹp cỡ nào ha cô chú anh chị. Nè. Cái hàng này là đi kiện cho cô chú mình á nên mình yên tâm luôn ha. Cây quá trời đẹp, quá trời xuất sắc nha. Rồi, ai thích mã nào, alo dùm em số điện thoại là 0984 955 952 nha cả nhà. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi clip ha. Rồi, em xin kết thúc video của mình tại đây luôn nha. Dạ cảm ơn cô chú anh chị mình một lần nữa ạ.